bị trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Bắt đầu là tiết mục giai điệu Tổ quốc qua phần biểu diễn của Văn Đức. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nước sáng lao say đồ cháy trong tiếng thương.